có độ dày là 4 cm, đục nền xuống và đắp nổi lên. Đây, rất là kinh bong. Cái mồm con hổ phù nó banh nha, mồm hổ phù nó bạnh nha, rất là có hồn luôn. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nha. Hiện tại là buổi sáng của ngày 6 tháng 11 năm 2021. Buổi sáng ngày hôm nay thì bên xưởng có hoàn thiện xong một bộ sập thờ cho khách hàng là anh Hùng ở tại phường Trưng Vương, thành phố Việt Trì. Đấy, thì hiện tại chúng tôi là chuẩn bị để bàn giao lên xe cho khách hàng rồi, thì tôi quay lại video clip giới thiệu cho mọi người, giới thiệu cho mọi người tham khảo. Bộ sập thờ rất là đẹp đấy, bộ sập thờ bằng chất liệu gỗ vụ. Đấy, kích thước của nó thì tôi sẽ giới thiệu mọi người là có kích thước là cái sập thờ này là dài 1m27 này, cao 1m17 và sâu là 1m07. Kích thước của chân là kích thước chân 24, dạ dày 4 phân. Rất là đẹp, sập thờ đục tứ linh. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm ở đây, bao gồm một chiếc bàn cơm và đi kèm đó là bộ đài nến. Đây. Quý vị thấy là nếu mà đứng ở góc nghiêng, một góc nghiêng máy này thì trông nó rất là hoành tráng luôn. Trông rất là hoành tráng, to về thế luôn. Đấy quý vị này. Đây là cả một cái khúc gỗ vụ, nó có kích thước là 24 phân. Đây, tôi còn không hết găng tay của tôi đây. Kích thước của nó là 24 cm, được đục chạm thủ công bằng tay. Đây, đục chạm đường nét, đục chạm thủ công bằng tay và được hoàn thiện rất là nhẵn nhụi rồi, rất là nhẵn nhụi bóng loáng quý vị này. Phía bên dưới là được chạm chân nghê, có một con nghê bò, bốn chân là bốn chú nghê. Đó, bên dưới là đồ quả, đây đồ quả đây, mẫu sập đây. Đó, tiếp theo cái phần dạ sập tôi giới thiệu chi tiết cho mọi người nhé. Toàn bộ phần dạ tôi là có độ dày là 4 cm, đục nền xuống và đắp nổi lên. Đây, rất là kênh bong, đục nổi kênh bong những phần râu này quý vị này. Đây là hình ảnh một chú rồng, một chú rồng đang uốn người rất là quằn quại. Đây là chú rùa này, long, quy. Đấy, bên này là hình ảnh chính giữa là đầu của phù. Thì nếu mà quý vị những khách hàng nào mà quan tâm nhiều đồ gỗ thì có thể đường nét đục chạm, đường nét đục chạm của bộ sập này rất là đẹp. Đục cái thứ nhất là đục kênh bong, đục kênh bong này. Đấy, kênh bong đắp nổi này. Và quý vị để ý là những cái đầu rồng, đầu hổ phù này nó rất có hồn. Đấy, chính giữa sập thờ rất có hồn này. Đấy, nên là những cái luồng khí hoặc là tà ma mà xâm phạm vào không gian phòng thờ hoặc không gian nhà chúng ta. Đấy, có cái đầu rồng, đầu hổ phù đục nó có hồn như này. Đấy, rất là, nó mang ý nghĩa là trấn an cho không gian phòng thờ. Rất là dữ dằn luôn quý vị nhá. Đây, nhìn này, cực kỳ là tọa luôn. Đây, quý vị này, nhìn này. Đây, cái mồm con hổ phù nó banh nha, mồm hổ phù nó bạnh nha, rất là có hồn luôn. Rồi, rất là sắc nét, kênh bong, từng cái đường nét, từng cái đường vảy hay là mắt mũi. Đó. Tiếp theo bên này là có hình ảnh bên kia là long quy rồi này, bên này là ly phượng, gọi là long ly quy phượng, long ly quy phượng đấy, đấy vị này, đầy đủ bộ tứ. Đó, phía trên cổ chúng tôi có hình ảnh là dòng trầu mặt nguyệt, bằng dòng mặt nguyệt nhá. Đây, toàn bộ cái bộ sản phẩm của chúng tôi là sử dụng là chất liệu gỗ vụ Lào, chất liệu gỗ vụ Lào. Phần ván mặt là mặt của nó là hai lá, ghép hai lá. Đây, bao lan là bao lan dòng trầu, bao lan dòng trầu, cũng như là đi kèm đó là một bộ đài nến tiện rất là đẹp. Đây, hình ảnh phần đốc đây, phần đốc là cũng có đầu phù, chạm đầu phù đây. Đấy, đường nét cũng lạp rất là đẹp các bác nhá, các bác tham khảo này. Đấy, phía bên dưới này, chiếc bàn cơm này có kích thước là 1m27, 1m27, sâu là 47, được chạm tứ linh rất đẹp, rất đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn. Đấy, khách hàng nào có nhu cầu mà có những cái phòng thờ to, phòng thờ rộng thì hãy quan tâm tham khảo bộ này nhá, bộ này rất là đẹp đấy. Đây, em đi lại một lần nữa tổng thể, em vừa giới thiệu chi tiết thôi, em lại đi lại một vòng máy tổng thể. Đấy, khách hàng thích xem tổng thể rất là đẹp luôn, rất là đồ sộ luôn, hoành tráng. Đấy, thì quý khách hàng nào có nhu cầu muốn mua sắm một bộ sập phòng thờ như của khách hàng ở tại thành phố Việt Trì này thì hãy liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 806, website đồ gỗ tùng 8.com. Bên xưởng ngoài ra còn rất nhiều mẫu mã khác thì quý khách hàng có thể truy cập trực tiếp vào website đồ gỗ Tùng Tám để xem thêm các mẫu sản phẩm khác. Ok mọi người nhé, hiện tại là ngày 6 tháng 11 năm 2021. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.